Hello, hello, hello everyone. Tuần này là tuần graduation, tuần ra trường của rất là nhiều học sinh. Các học sinh, nhất là học sinh high school và các học sinh học college. Và tuần này thì Châu cũng đang trên đường đi graduation của cháu gái của Châu. Năm nay thì vui lắm là tại vì ai cũng được đi tham gia ra trường của gia đình cả. Năm ngoái thì hầu như các em ra trường đều không có ceremony, cho nên là năm nay vui hơn rất là nhiều. Mặc dù là số lượng người tham dự phải limited thôi, giới hạn thôi, nhưng mà cũng vui lắm là tại vì được phép các cháu được ra trường, được hưởng cái feeling là mình được ra trường. Và ngày hôm nay thì Châu bận quá là bận và chạy vòng vòng. Tối hôm qua Châu vừa thâu xong một cái bài rất là dễ thương để chuẩn bị gửi đến quý vị, bài đầu tay của Châu trong cái YouTube tự Châu làm nha, cho nên là mong quý vị ủng hộ cho Châu. Châu đang trên xe cho nên nó hơi bị run run chút xíu nha, cho nên là ngày hôm nay Châu chạy rất là nhiều việc, không có giờ để mà lên clip với quý vị. Nhưng mà theo như lời hứa thì Châu phải làm thôi, là tại vì không muốn thất hứa. Thì bây giờ Châu đang trên xe đi đến cái stadium mà graduation của cháu của Châu đó. Và như quý vị thấy thì Châu đang ngồi đằng sau, tại vì bây giờ thì Châu hết có quyền ngồi đằng trước rồi, tại vì có một cái cô nhỏ của mấy năm nay là cô chiếm lĩnh cái ghế trước của Châu rồi. Bella say hi. Bella ngồi đằng trước, Bella vui không? Tại sao Bella lấy chỗ của mẹ? Vậy con thích hả? Oh my gosh. Bây giờ Bella ngồi cạnh người yêu của mẹ luôn, mất tiêu rồi. Uber. Đây là Uber. Và quý vị thấy là bên giờ Châu cũng lại có thêm một cái car seat nhỏ nhỏ bên này để cho con Mochi nhỏ nhỏ của Châu, nhưng mà ngày hôm nay thì em nó không có được đi. Cho nên là nhưng mà cái car seat thì lúc nào cũng phải có mặt ở đây để mà khi mà chở nó đi đó thì mình có được an toàn hơn. But anyway, Châu hôm nay là Châu không biết sao lại nói đề tài gì hết, nhưng mà sau khi mà Châu nghĩ đến chuyện ra trường thì Châu nghĩ đến những em nhỏ, cho nên chắc có lẽ là Châu sẽ nói về cái đề tài gọi là bảo hiểm định kỳ. Mấy tháng nay thì mình nói chuyện về bảo hiểm trọn đời IUL không à, nhưng mình lại chưa đề cập tới cái bảo hiểm định kỳ. Thì quý vị biết là bảo hiểm định kỳ đó là một cái bảo hiểm, mình nói nôm na là một cái hợp đồng bảo hiểm mà cover cho mình một cái thời gian nhất định nào đó thôi, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nếu như mà mình mua 10 năm thì sau 10 năm thì cái hợp đồng nó sẽ hết hạn. 20 năm, 30 năm gì cũng vậy cả. Nhưng mà tối thiểu là mình có một cái protection cho gia đình của mình. Protection là như thế nào thưa quý vị? Tại vì hầu như không có ai mà muốn nói về cái sự rủi ro, những cái gì xảy ra cho mình cả. Ai cũng tránh né nói về những cái chuyện mà không có may mắn. Nhưng mà như quý vị biết là mình muốn hay không muốn thì tất cả mình cũng phải chấp nhận cái điều đó. Tại vì khi mà những cái rủi ro nó tới thì mình không có thể nào đỡ kịp. Mà nếu như mà mình có những cái protection, những cái bảo vệ cho mình và gia đình mình á, thì là một cái điều tốt hơn nếu mà những cái rủi ro xảy ra với mình. Châu thì Châu có một người bạn thân, thì giống như Châu có kể cho quý vị đó, thì cô là một người làm việc rất là nhiều, có một đứa con khỏe mạnh lắm. Nhưng mà khi mà bệnh tới lan đùng ra, kêu nhức đầu quá, nhức đầu xong rồi nhức lưng, mà đi acupuncture, đi bác sĩ thì cứ nói là chỉ nhức đầu bình thường tại mình làm việc nhiều thiếu ngủ thôi. Đến khi mà nặng quá rồi đi vào nhà thương thì chụp x-ray, chụp mọi thứ thì đã làm thời kỳ cuối của ung thư não rồi quý vị. Cho nên là cái sự rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào, mà không phải những sự rủi ro lớn đó nữa, mà có thể là những cái sự rủi ro nhỏ, chẳng hạn như những cái tai nạn nhỏ nhỏ làm cho mình bị mất đi một thời gian để mình làm công việc của mình. Mình mất đi cái nguồn gọi là nguồn thu nhập của mình nữa thì rất là khó khăn. Mà nếu mà như là mình có gia đình, có con cái thì mình phải làm sao? Thì ngày trước khi mà nói về bảo hiểm nhân thọ thì mình chỉ có nói về những cái quyền lợi về tử mà thôi. Quyền lợi tử tức là mình nói về khi mình là cái người mua bảo hiểm, nhưng mà cái người mà được thừa hưởng đó sẽ là gia đình của mình, những người thụ hưởng, những người mà mình để lại. Còn mình thì không được hưởng cái nào hết thưa quý vị. Thì cho nên là mình mua thì chính, nói chung khi mình mua bảo hiểm ngày xưa đó, mình mua bảo hiểm chính là để cho gia đình của mình, lỡ nhờ mình mất đi thì gia đình của mình có cái tiền để chi phí, để chi trả những cái nợ nần của mình, hoặc là những cái
khi mà mình mất đi, những chi trả những cái lúc mà mình tìm mà mình ra đi, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ đó, với cái thời đại hiện đại bây giờ, thì với cái ngành tài chính nói chung, hoặc là cái ngành mà insurance, ngành bảo hiểm nói riêng đó, thì họ có những cái insurance bây giờ nó khác hơn nhiều, thưa quý vị. Thì ngoài cái bảo hiểm trọn đời mà Châu hay nói chuyện với quý vị đó, là nó cho mình tiền cái quyền lợi tử, quyền và những cái quyền lợi sống, thì cái bảo hiểm định kỳ bây giờ cũng cho mình cái quyền lợi sống, thưa quý vị. Nhưng mà cái số mà các hãng, cái hãng mà để mà cover cho những cái term insurance, cái bảo hiểm định kỳ mà có cái quyền lợi sống đó thì rất là ít, thưa quý vị. Chỉ có một số ít hãng người ta cho cái chương trình đó thôi. Thì nếu mà quý vị có thắc mắc thì quý vị gọi cho Châu. Cái chương trình đó là như thế nào, đó là họ cho mình cái quyền lợi sống luôn, thưa quý vị, giống như là cái bảo hiểm trọn đời vậy đó. Thì cái quyền lợi sống của bảo hiểm định kỳ là cái gì, là nếu như mà quý vị bị ba loại bệnh, chẳng hạn như là bệnh nó gọi là bệnh critical, tức là cấp tính, chẳng hạn như là bệnh đau tim hay đột quỵ nè, hay ung thư, đó là nếu như mà mình chữa trị mà mình mất trong vòng qua đời trong vòng 12 tháng, thưa quý vị, thì người ta sẽ cover cho mình. Hoặc là terminal illness thì gọi là hiểm nghèo đó, là nếu mà mình with or without treatment, tức là mình được chữa trị hay không chữa trị, mình cũng mất trong vòng 12 tháng. Hoặc là những chứng bệnh gọi là mãn tính, gọi là chronic illness, tức là mình có 2 trong 6 hoạt động trong ngày mình không làm được, chẳng hạn như ăn uống, đi tiêu, đi tiểu, bị không control được cái bàng quang của mình, đi tới đi lui, đi tắm rửa, tất cả những cái thứ đó, chỉ cần 2 trong 6 hoạt động đó mình không hoạt động được, cần có người giúp mình thường xuyên thì mình được qualify. Thì nếu như mình có một trong 3 cái loại bệnh như vậy thì bảo hiểm người ta sẽ trích ra một số tiền trong hợp đồng để trả trước cho mình, để cho mình được sử dụng để trả tiền viện phí hay trả tiền những cái expense mà mình cần phải trả trong lúc mình còn sống, thưa quý vị. Thì đó gọi là cái quyền lợi sống của cái insurance, gọi là cái bảo hiểm định kỳ. Ngày xưa thì không có, bây giờ thì có, nhưng mà rất là ít hãng cho quý vị cái plan đó, thưa quý vị, cho quý vị cái chương trình đó. Cho nên là nếu như mà quý vị thắc mắc thì quý vị gọi cho Châu, tức là cái điều kiện term insurance with cái gọi là cái bảo hiểm định kỳ mà có cái quyền lợi sống, cái living benefit, gọi là long cái term insurance with living benefit. Thì có nhiều người hỏi Châu là vậy thì mua bảo hiểm á, theo tôi mua bảo hiểm á, chỉ là mua bảo hiểm, chỉ là tôi chỉ muốn lo cho cái tiền tử tôi thôi, tôi không cần lo có chuyện gì khác, tại bản thân tôi rất là khỏe, tôi không có cần lo có chuyện, tôi chỉ mua tiền tử mà thôi, để gia đình của tôi thôi. Nhưng mà thưa quý vị, thì quý vị phải nên nhớ rằng, giống như Châu nói hồi nãy đó, không có ai muốn nói về những cái sự mà rủi ro cả. Nhưng mà nếu mà rủi ro xảy ra, mình ngã bệnh, mình nằm xuống, mình bệnh những cái chứng bệnh mà mình không có thể nào ngờ trước được, thì nếu như mình có cái insurance cover cho mình thì gia đình của mình đỡ phải stress, đỡ phải lo lắng. Tại nếu không có sự cover như vậy á, thì nếu như mình mất thì không nói chuyện gì rồi, tại vì gia đình mình sẽ có cái tiền tử đó. Nhưng mà nếu như mình sống mà lay lắt thì cái bệnh của mình nó làm khổ gia đình của mình, thì nếu mà có cái insurance đó thì insurance nó sẽ cover cho mình gia đình qua những cái lúc mà khó khăn nhất, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà mình plan trước thì mình sẽ có cái protection nó tốt hơn, nếu mà mình có những sự rủi ro xảy ra mà thật ra không ai muốn cả. Thì có người hỏi rằng là như vậy là mua bảo hiểm nào tốt hơn, bảo hiểm dài hạn tốt hơn, bảo hiểm trọn đời hay là bảo hiểm định kỳ, cái nào thì tốt hơn. Thì Châu xin trả lời rằng là cái đó là tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nếu như quý vị muốn mà có một protection for your whole life, cho cả cuộc đời của mình, đến khi mình già, về hưu 90 tuổi, 100 tuổi, hơn 100 tuổi mình vẫn có, thì thưa quý vị, bảo hiểm trọn đời là một cái tốt nhất. Tại vì nó không những cho mình là cái quyền lợi tử nha, mà cho quyền lợi sống của mình, tức là mình được người ta lo cho mình cái long term care. Mình bệnh á, thì người ta trả cho mình 2% cái policy của mình, hoặc là có cơ hội để mà mình để dành tiền
để cho mình sống về hưu nữa thưa quý vị. Đó là cái mà tiền lời rất là cao. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ đến là cái nhu cầu quý vị chỉ là muốn để cover tạm thời thôi, thì quý vị có thể dùng cái mua cái bảo hiểm định kỳ. Thì cái cover tạm thời tức là sao? Ví dụ như là một người mua căn nhà 500.000 chẳng hạn, có gia đình mà mua căn nhà là 500.000, phải trả trong vòng 30 năm, mình còn nợ 30 năm. Thì mình sợ đó, trong cái thời gian 30 năm đó mình trả tiền nhà, mà nếu như mà mình có chuyện gì xảy ra với mình thì gia đình của mình vẫn còn nhà ở, thì insurance sẽ trả cho mình cái 500.000 đó để cho mình gia đình mình trang trải nhà cửa, trả tiền bill, tiền nhà, tiền này tiền kia. Thì như vậy thì gia đình con cái của mình vẫn còn nhà để ở, thì đó là cái coverage tạm thời thưa quý vị. Thì nhưng mà nhiều người nói nếu như vậy thì nếu trong cái thời gian mà tạm thời đó, cái hạn đó mà ví dụ như 10 năm, 20 năm, 30 năm đó, mà nếu như mà mình mua cái insurance định kỳ đó, mà nếu trong cái thời gian đó mình chuyện gì xảy ra với mình thì được coverage, nhưng mà nếu như mà qua cái hạn đó thì sao? Thì thưa quý vị, nếu như mà trong qua cái hạn đó, qua cái thời hạn đó thì dĩ nhiên là cái insurance nó terminated, tức là nó hết, và mình cái tiền mình đóng trong cái thời gian đó cũng sẽ mất luôn. Nhưng mà quý vị đừng lo, tại hiện tại bây giờ cũng có một số hãng rất là ít thưa quý vị cover cho quý vị, gọi là cũng insurance, cái bảo hiểm định kỳ with return premium, tức là tất cả cái số tiền mà quý vị đóng vô đó thì nó sẽ, người ta sẽ trả lại cho quý vị sau cái term của quý vị. Để cho Châu cho quý vị coi cái illustration nha. Thứ nhất, cái illustration đầu tiên á là cái bảo hiểm định kỳ mà có cái living benefit. Như quý vị biết á, thì ví dụ như là một cái người này họ mua một căn nhà 500 ngàn, nợ 30 năm đi ha. Người này 35 tuổi mà mua cái term 30 năm thì chỉ có trả 49 đồng một tháng mà thôi. Còn như là cái người trả 25 năm thì có 40 đồng một tháng. Chỉ có 49 đồng một tháng và 40 đồng một tháng, tức là một ngày quý vị chỉ có cần save ra cỡ chừng mười mấy đồng thôi, quý vị đã có một cái bảo hiểm mà có cả living benefit nha, cover cho mình khi mà mình bệnh luôn á, là cái định kỳ 30 năm hoặc là 25 năm mà quý vị không cần phải lo nếu mà chuyện gì xảy ra cho mình. Nó rất là rẻ thôi quý vị, mà nó mình feel được, mình feel safe, mình feel được là an toàn nếu mà chuyện gì đã xảy ra. Còn cái ví dụ thứ hai trên màn hình cho quý vị coi, đó là cái term insurance with return premium. Như quý vị thấy là cũng cái người này họ cũng 35 tuổi mua căn nhà 500 ngàn thì họ mua cái policy là 500 ngàn thưa quý vị. Thì họ cũng 35 tuổi nha, và cái premium của họ thì họ chỉ đóng có là 79 đồng 69. Quý vị có thể thấy trên cái highlight của Châu ha, 79 đồng 69. Và đến cuối năm 30 năm sau họ sẽ lấy lại được thưa quý vị 27.248 thưa quý vị. Cho nên là quý vị có thể, nếu mà quý vị có thắc mắc gì quý vị gọi thẳng cho Châu nha, số 949-866-8866. Thì nếu cái Châu nghĩ là cái term insurance with return premium á, cái bảo hiểm định kỳ với cái return premium nó rất là tốt cho quý vị. Nếu như quý vị nghĩ rằng quý vị chỉ có muốn mua cái protection, cái insurance protection cho cái temporary thôi, cho cái tạm thời thôi, thì quý vị nên mua cái này. Tại vì sau một thời gian mà quý vị mua hết cái hạn kỳ thì người ta sẽ trả lại số tiền đó cho mình. Nếu quý vị có thắc mắc gì quý vị gọi cho Châu nha. Châu bây giờ đang trên đường tới và hình như hơi bị lạc rồi. Lạc rồi phải không bố? Cho nên là mình tới wrong high school. Cho nên là bây giờ thì Châu phải get on navigation again với lại con gái và với anh Huy, với U bố. Châu mong gặp lại quý vị lần sau nha. Xin lỗi quý vị, ngày hôm nay Châu bận quá cho nên ngồi trên xe cho nói chuyện quý vị. Chúc cho quý vị một ngày thật là hạnh phúc và bình an. Nếu như mà quý vị có cần hỏi gì thì quý vị cứ liên lạc thẳng với Châu, Châu sẽ trả lời cho quý vị ngay nha. Ok, thank you so much, have a wonderful day. Bye bye. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi muộn làm sao.